Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì em có đến với bãi kiển của chị Thu ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để chị Thu quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống, mai ghép giống, mai show mình lại ha, phong tàng thông cô chú anh chị mình sưu tầm về mình nha. Chơi Tết năm 2025 cô chú anh chị ha, giá cực kỳ hữu nghị luôn, rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thu nha. Và không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào luôn clip ha, để mình gặp luôn chị Thu, để chị Thu chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị Thu ơi. Rồi em chào cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay em quay trở lại kênh em giao lưu cô chú anh chị lô mai chơi Tết 2025 ha. Gọi số điện thoại giao lưu là 0383310711. Rồi xe cây đầu tiên là một cây 11A, là một cây siêu bông mình lại. Rồi siêu bông mình lại ha. Cái thằng dễ thương của chúng ta. Quanh thân 15. Rồi. Cao 73. Ngang 70, rồi cây này em giao lưu 550 bao ship. Rồi 550 ha, cây mã số ha. 1A. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo 2A cũng là bình loại luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn thông cũng dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Bỏ già hết trơn, cái này gì mà cho tết thoải mái mà ha. Lên ụ non hết trơn. Cây lên ụ non ha. Cao 73. Ngang 74. Rồi cây này mình giao lưu nhiêu đây chị ha? Rồi cây này em giao lưu 600 bao ship. Rồi 600 ngàn bao ship ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo 3A là một cây siêu bông mình lại. Rồi cây này cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Cây này ghép già mùa nha cô chú anh chị ha. Cốt ghép nó to đùng, nốt nụ quá trời luôn ha. Hoành thân 15. Rồi có củ nở ở dưới luôn. Cao 83. Ngày 68, rồi cây này dâm giao lưu 650 bao ship. Rồi 650 bao ship luôn ha. Rồi đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 4. Rồi tiếp theo 4A là một cây nhị ngọc toàn. Rồi nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha. Nó có hai màu bông ha, màu kem và màu vàng của chú anh chị ha. Hoành thân 17. Trạng thái hoa thì nó có 4 trạng thái hoa ha. Cao 82. Rồi, củ nở đó cô chú anh chị. Ngày 67, rồi cây này em vô lưu 650 bao ship luôn. Rồi, 650.000 bao ship cho cây này luôn ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo 5A là một cây hoa hồng thanh tú. Rồi. Cái tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Hoành thân 19. Rồi. Cao 60. Ngang 74, cây này em giao lưu 550 bao ship. Rồi 550 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi 6A là một cây hoa hồng thanh tú. Rồi. Tàn đẹp lắm cô chú anh chị ha. Hoành thân 18. Rồi hoa hồng không có nhiều nha cô chú anh chị. Cao 74. Rồi. Ngang 86, rồi cây này em giao lưu 650 bao ship. Rồi 650.000 ha. Cây mã số 6A ha chị ha. 6A. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 7A. Rồi 7A là một cây siêu bông bình lại. Rồi. Cái tàn quá trời đá luôn ha. Tàn đều nha cô chú anh chị. Hoành 19. Rồi. Cao 77. Ngang 84, rồi cây em vô lưu 700 bao ship. Rồi 700.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 8A. Rồi 8A là một cây siêu bông mình lại. Rồi, cái tàn dễ thương luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số ha. Hoành 22. Rồi. Cao 64. Ngang 75, rồi cây nệm giao lưu 550 bao ship. Rồi 550 ha. Mình đợi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 9A. Rồi 9A là một cây siêu bông mình lại. Tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Hốc to cô chú anh chị ha. Tàn cũng khá ha. Ghép điều chi điều cành. Hoành 25. Rồi. Cao 84. Ngang 76. Rồi cây nệm giao lưu 750 bao ship. Rồi 750 bao ship luôn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha chị. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo 10A là một cây siêu bông mình lại luôn. Rồi cây này cái tàn quá trời đá luôn cô chú anh chị ha. Đùng lực cô chú anh chị ha. Nhìn cái tàn đúng phê luôn á. Hoành 22. Rồi. Cao 66. Nút nụ non ngon lành luôn. Ngang 79. Rồi cây này mình giao lưu như đây chị. Rồi cây này em giao lưu 700 bao ship. Rồi 700.000 bao ship luôn ha. Rồi, cây quá trời đẹp. Rồi, cây này cuối clip luôn hả chị? Rồi, cây này cây cuối clip của em luôn nha. Em mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thu cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.